chào con đi học về hả? Vâng ạ. Ừ, đây con đi về đi. Con giúp bà, đây là con sách làm cho. Ôi nhưng mà con đi học về đi về muộn, ba mẹ có lo không? Ba mẹ có lo không con? Không ạ. Nhà bảo đằng kia, ui bận đau lưng quá, con sách của bà tôi, nhưng con nặng lắm, con sách được không con? Con sách được ạ. Ui dồi ôi, con ngoan nhất, con học lớp mấy rồi? Con mới học lớp 5 tuổi. Ôi ôi, tình thân giả. Mệt quá, nhưng mà hết đủ ăn đủ đi. Trời ơi, sao cái chợ này nó xa vậy rồi? Ôi dồi ôi. Sách nặng thế. À đúng rồi, cô giáo của nhà mình bảo là phải giúp đỡ người lớn tuổi thì sẽ là giúp đỡ bà là bây giờ. Sách chào bà. Ơ bà chào con đi học về hả? Vâng ạ. Ừ, đây con đi về đi. Con giúp bà, đây là con sách làm cho. Ôi nhưng mà con đi học về đi về muộn, ba mẹ có lo không? Ba mẹ có lo không con? Nhà bảo đằng kia, ui bận đau lưng quá, con sách của bà tôi, nhưng con nặng lắm, con sách được không con? Con sách được ạ. Ui dồi ôi, con ngoan nhất, con học lớp mấy rồi? Con mới học lớp 5 tuổi. Ui con giỏi thế này bố mẹ con chắc là vui lắm anh ơi. Con tên là gì? Con tên là Siêu Si. À thế à, nhà bà đằng kia, con cháu bà không có ở đây nên là bà phải đi mua thức ăn đấy con. Ừ, đi về nhà bà nhá, về nhà bà đằng kia rồi á, bà cho con ăn bánh nhá. Nhà bà kia rồi con. Ôi, hôm nay mà không có con thì bà già này có thấy mất cái lưng này, trái gió dở dở đau quá con ạ. Ừ, thế này về ba mẹ con á. Trời ơi, bà biết nhà mà đến mà cảm ơn. Đây con ơi, con ngồi đây với bà này. Ôi, cái thân già rồi nó khổ lắm, đau hết cả lưng ấy. Con ngoan quá, con giỏi quá. Trời ơi, con đã biết giúp đỡ người lớn rồi đấy. Ừ, đây bà cho con cái bánh này. Con cảm ơn bà. Ừ, con cầm con ăn đi nhá. Thôi, con phải đi về đây, không thì mẹ con đợi đấy. Ồ đúng rồi, con đưa bà được một quãng cũng rất là xa, con về nhá, không ba mẹ đợi nhá. Vâng ạ, con chào bà. Ừ, con ngoan lắm, con về nhá. Trời ơi, đấy bây giờ bọn trẻ con nó bé mà nó đã biết giúp đỡ người lớn tuổi rồi. Giỏi lắm con ạ. Chúng ta được nhờ vào thế hệ trẻ rồi đấy các bạn ạ. Thôi, con đi nấu cơm vậy. Ôi, may quá, con bé nó giúp không bị chết cái thần giả. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.